sáng đi chợ mua bún bò cả nhà, mà về tới nó nguội rồi nên là hâm lại ăn nè cả nhà. Sáng đi chợ, mua hôm nay mua cây tắc nữa cả nhà. Bò quế cả nhà, cũng bò quế ăn. Thì Nguyễn mời cả nhà ăn sáng với thì Nguyễn nha, ăn bún bò quế. Sáng đi chợ mua về, có thời gian ngồi ngoài ăn mua về. Cả nhà nha cả nhà. Sáng xong cho cả nhà ngắm cây tắc của thầy Nguyễn nha. Sáng đi chợ mua cây tắc, cây tắc đẹp cả nhà. Trước á thì Nguyễn có nói là cái cô đó bán đồ ăn ngon cả nhà. Nè, cô bán bún bò quế nè, nó cái gân vừa nạc á, nó mềm ngon lắm. Cô đó bán còn một món nữa là bún măng vịt cả nhà, mà chưa ăn được lần nào, tại vì cô hay bán ngày chủ nhật á. Nay hỏi rồi, ngày chủ nhật cô mới bán, mà ngày chủ nhật mình nghỉ rồi nên là mình không có đi chợ. Bằng lòng đi em, anh là trai miền Tây dễ thương thật thà. Còn em là cô gái quê hiền lành chân phương, hai đứa mình lớn nhất rồi em ơi. Mùa nước lên anh sẽ đưa thuyền mình ra khơi, tay nắm tay không rời mình mãi bên nhau trọn đời. Thương cái mà anh thương, yêu cái mà anh yêu, anh yêu em y như người dân miền Tây mà yêu cái lườn. Hai đứa về bên nhau xây giấc mộng trăng sao. Ơi hò ơi, cuộc đời đẹp quá có ai bằng ta. Hôm anh cài cho nó lên tinh thần, để một ngày mới ra sức anh mặn. Chiều nay anh đi dân câu, kim dài con cá về mình nấu ăn. Cánh chua cá kho, hạnh phúc quá to, cuộc đời tự do. Chẳng cần giàu sang đâu em ơi, nhà tranh vách la cây ao ca dây mà vui. Thương cái mà anh thương, yêu cái mà anh yêu, anh yêu em y như người dân miền Tây mà yêu cái lường. Về bên nhau xây giấc mộng trăng sao. Ơi hò ơi, cuộc đời đẹp quá có ai bằng ta. Không anh cài cho nó lên tinh thần, để một ngày mới ra sức anh mặn. Chiều nay anh đi dân câu, kim dài con cá về mình nấu ăn. Cánh chua cá kho, hạnh phúc quá to, cuộc đời tự do. Chẳng cần giàu sang đâu em ơi, nhà tranh vách la cây ao ca dây mà ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bài. Có cô gái năm xưa đã bước ra chào. Bằng lòng đi em, anh là trai miền Tây dễ thương thật thà. Còn em là cô gái quê hiền lành chân phương, hai đứa mình lớn nhất rồi em ơi. Mùa nước lên anh sẽ đưa thuyền mình ra khơi, tay nắm tay không rời mình mãi bên nhau trọn đời. Thương cái mà anh thương, yêu cái mà anh yêu, anh yêu em y như người dân miền Tây mà yêu cái lường. Hai đứa về bên nhau xây giấc mộng trăng sao.
ơi cuộc đời đẹp quá có ai bằng ta. Không anh cãi cho nó lên tinh thần để một ngày mới ra sức anh mặn. Chiều nay anh đi dân câu kim dài con cá về mình nấu ăn. Cánh chua cá kho hạnh phúc quá to cuộc đời tự do. Chẳng cần giàu sang đâu em ơi, nhà tranh vách la cây ao ca vậy mà vui. Thương cái mà anh thương, yêu cái mà anh yêu. Anh yêu em y như người dân miền Tây mà yêu cái lường. Hai đứa về bên nhau xây giấc mộng trăng sao. Ơi hò ơi cuộc đời đẹp quá có ai bằng ta. Không anh cãi cho nó lên tinh thần để một ngày mới ra sức anh mặn. Chiều nay anh đi dân câu kim dài con cá về mình nấu ăn. Cánh chua cá kho hạnh phúc quá to cuộc đời tự do. Chẳng cần giàu sang đâu em ơi, nhà tranh vách la cây ao ca vậy mà vui. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bài, có cô gái năm xưa đã bước ra chào. Bằng lòng đi em, anh là trai miền Tây dễ thương thật thà. Còn em là cô gái quê hiền lành chân phương. Hai đứa mình là nhất rồi em ơi, mùa nước lên anh sẽ đưa thì mình ra khơi. Tay nắm tay không rời mình mãi bên nhau trọn đời. Thương cái mà anh thương, yêu cái mà anh yêu. Anh yêu em y như người dân miền Tây mà yêu cái lường. Hai đứa về bên nhau xây giấc mộng trăng sao. Ơi hò ơi cuộc đời đẹp quá có ai bằng ta. Không anh cãi cho nó lên tinh thần để một ngày mới ra sức anh mặn. Chiều nay anh đi dân câu kim dài con cá về mình nấu ăn. Cánh chua cá kho hạnh phúc quá to cuộc đời tự do. Chẳng cần giàu sang đâu em ơi, nhà tranh vách la cây ao ca vậy mà vui. Bằng lòng đi em, anh là trai miền Tây dễ thương thật thà. Còn em là cô gái quê hiền lành chân phương. Hai đứa mình là nhất rồi em ơi, mùa nước lên anh sẽ đưa thì mình ra khơi. Tay nắm tay không rời mình mãi bên nhau trọn đời. Thương cái mà anh thương, yêu cái mà anh yêu. Anh yêu em y như người dân miền Tây mà yêu cái lường. Hai đứa về bên nhau xây giấc mộng trăng sao. Ơi hò ơi cuộc đời đẹp quá có ai bằng ta. Không anh cãi cho nó lên tinh thần để một ngày mới ra sức anh mặn. Chiều nay anh đi dân câu kim dài con cá về mình nấu ăn. Cánh chua cá kho hạnh phúc quá to cuộc đời tự do. Chẳng cần giàu sang đâu em ơi, nhà tranh vách la cây ao ca vậy mà đi chợ à cả nhà. Thấy cây mê quá. Một cây tắc nữa cả nhà, này tắc Thái. Trời ơi. Quá là đẹp luôn cả nhà. Mê bông cả nhà ơi. Nhưng mà không mua bông mà mua tắc cả nhà ơi. Chở đồ tùm lum mà mua cái cây tắc trở về. Có cây tắc đẹp mà mua trở về. Bông này cũng đẹp á. Cây này chân cũng có duyên chứ ha. Nhìn nó dễ thương chứ. Màu vàng tươi. Chị nói cây này tên gì? Kim Ngân Lượng hả? Trời ơi, Tết mua cây này chân được rồi. Ồ, đẹp quá chừng luôn ta. Kim Ngân Lượng nha cả nhà. Cái cây này tên Kim Ngân Lượng. Ồ, dễ thương quá.
nó có bông, nó có trái mấy khúc dưới ha. Ồ quá trời trái luôn nè. Trời ơi, cô mua hai cây bà chở thương không. Thôi vậy là đẹp rồi. Xin chào cả nhà nha. Thì Nguyễn chào cả nhà. Trời ơi sáng sớm của em nè cả nhà. Thấy cây tắc dễ thương quá, mua cây tắc mà cả nhà. Năm rồi cũng mua sớm một cây. Mua sớm để ngắm cả nhà. Dễ thương quá chừng luôn á. 250 cả nhà. Mà người ta nói cây tắc này phải cây tắc kiển cả nhà. Tắc này mình trồng được luôn á. Nó sẽ ra trái nữa. Sẽ lớn trái nè. Mình mướt luôn. Sáng đi chợ nè. Treo xe tùm lum luôn mà còn hả? Mua cây tắc chở về. Sáng chở đồ cái xe của em. Cái xe lùng của em nha cả nhà, chở từ lưa hết trơn á. Lùng lùng nè, phụ tùng của Nhật. Cái xe nha cả nhà. Đây cả nhà. Cái cây tắc của em này cả nhà. Trời thấy thương quá cả nhà ơi, thích quá luôn. 250 á cả nhà. Trả giá 200 có bán nha. Cái chị này chỉ chở đi trên xe Honda cả nhà. Chở nặng ghê á, công nhận giỏi ghê luôn. Công nhận chị em phụ nữ chúng ta giỏi ghê. Nặng nhọc gì cũng làm được hết trơn á. Đây chừng ngắm Tết cả nhà. Giờ ngắm tới Tết là vừa. Chứ mấy ngày Tết không có ở nhà đâu mà ngắm nó đi chơi. Nó nói là cây tắc này là cây tắc ta trồng tự nhiên á cả nhà, chứ không phải là tắc Tết á. Tết người ta ghép á, trái nào trái nấy nó ra đều giống vậy nè cả nhà. Nhưng mà này có trái chín riêng nè, rồi này trái xanh này, chứ nó là trồng tự nhiên á cả nhà, trồng tự nhiên lên nè. Cái này to đẹp ghê cả nhà. Vậy được có con trái to nhỏ không à. Sáng đi chợ thấy đẹp quá tấm vía nên mua nè, dễ thương ghê không. Giờ trồng ngắm là vừa rồi đúng không? Mấy ngày Tết đâu có ở nhà đâu, chơi. Sáng ra tưới nước ra nhà. Nhưng mà trưa chiều bán cơm xong là phải bưng nó vô nhà. Rồi sáng đem ra, tạm để trước cửa nè cả nhà. Nó cây tắc nó còn trái nhỏ dễ thương lắm mà cả nhà. Ở này mình chưng mình tới qua Tết nó vẫn còn tươi đẹp luôn á cả nhà. Mua được cây tắc dễ thương quá cả nhà ơi. Ở đây nó nè cả nhà. 5-6 trái luôn mà nó bé tí tì tì rồi cả nhà. Tí xíu rồi cả nhà. Không nha, cái nhỏ xíu này nè nha. Đó, nó còn nhỏ xíu rồi. 5-6 trái luôn. Ồ trái nhỏ quá chừng luôn á cả nhà, trong đây nữa nè. Ở đây nữa nè. Trời ơi. Nhỏ quá chừng luôn trong nhánh này nè. 4-5 trái trong nhánh nó có chút xíu siêu này nè. Ôi, nhiều trái dữ vậy. Trời ơi. Cái nhỏ lừ hết trơn luôn á. Không nhận cái cây này nó tốt thì cả nhà. Trời ơi, nó che lại nè cả nhà. Cái lá nó che cái trái trong đây lại nè. Bây giờ mới thấy nó kỹ nè. Nó nhìn nhưng mà không có quay kỹ cho cả nhà mình xem nè. Nhỏ quá chừng luôn. Thương ghê luôn à. Ổ này nó chín chắc nó nặng lắm á nè. Nó quặn nhánh luôn á cả nhà. Ổ nào không có trái chưa. Trời ơi trong đây nguyên một đùm luôn. Đây nguyên một đùm luôn nè. Mê ly quá à. 42 hả? À chạy xuống đây hả? Chị chở nguyên cái xe luôn á cả nhà. Nguyên xe bông. Nguyên xe bông luôn cả nhà. Phụ nữ ta mạnh mẽ lắm, không có gì mà làm được hết trơn á. Đúng không?